Với phòng nhỏ, khi lắp đặt mọi người phải tối ưu tất cả các vị trí, tiết kiệm chừng chút không gian, thì dù nhỏ, căn phòng vẫn có thể đầy đủ công năng. 1. Từ ngoài đi vào, bố trí một chiếc giường đôi ở bên phải. Khung chặn cao 30cm, khi ngủ không sợ bị ngã. 2. Ở bậc cầu thang lên xuống, tận dụng làm các hộc tủ, dùng thang vừa an toàn hơn, vừa có thể lưu trữ đồ đạc, rất tiện lợi phải không? Bên cạnh đó cũng gắn thêm các hộc tủ khác để đồ trang trí hoặc dụng cụ học tập. 3. Góc học tập là một bàn trải dài đến bệ cửa sổ, tận dụng tối đa không gian, gắn thêm kệ ở trên tường để đệ sách vở, nhớ lót thêm đệm ở bệ cửa sổ để bé có thể ngồi đọc sách và giải trí nhé. 4. Tủ quần áo sẽ đặt ở bên cạnh bàn học, có cả khu treo quần áo lẫn khu để quần áo gấp, rất gọn gàng phải không? 5. Trên trần, điều hòa được giấu trong một lớp màng chắn, vừa chống bụi mà lại giúp căn phòng trông đẹp hơn nhiều. Và tôi là bà cô thiết kế, mang lại giải pháp thông minh cho căn nhà của bạn.